Real Madrid toang rồi, từ bây giờ hãy gọi đây là FC Niềm Tin. Rất nhiều những comment như vậy đã xuất hiện khi thông tin Real Madrid sẽ không có bất kỳ vụ chuyển nhượng nào trong hè này. Vì sao họ lại quyết định làm điều đó và Real sẽ tái kích hoạt thói quen mua sắm cực khủng vào thời điểm nào? Tất cả những điều đó sẽ có ở The Locker Room ngày hôm nay. Xin chào các bạn của kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Mọi chuyện bắt đầu từ thông tin của Marca tiết lộ Real Madrid sẽ không chi tiền để mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, bất chấp một vấn đề to đùng mà chúng ta nhìn thấy. Real đang sở hữu đội hình thiếu chiều sâu. Và tất nhiên các cổ động viên của kênh Kền Trắng trên khắp thế giới không thể hài lòng vì điều này. Thậm chí không ít những người đã nghĩ ra những viễn cảnh tiêu cực khi mùa bóng tới còn chưa bắt đầu. Việc chiêu binh mãi mã rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng hè để rồi im bặt trong suốt tháng riêng vốn đã là một quy tắc ngầm bất di bất dịch tại Santiago Bernabeu trong thời gian cầm quyền của chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Marca thậm chí vừa tuyên bố rằng Real Madrid không có kế hoạch kích nổ bom tấn trong mùa hè năm 2023. Đồng nghĩa sẽ không có hình ảnh Erling Haaland, Victor Osimhen, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe khoác lên mình chiếc áo trắng của đội bóng Hoàng gia Madrid trong mùa hè năm nay. Vốn dĩ đây được xem là quyết định tương đối bất ngờ của đội chủ sân Santiago Bernabeu, bởi ngoại trừ chiến thắng trước Liverpool ở đấu trường UEFA Champions League, Real Madrid đang bị đối thủ chuyển kiếp Barcelona bỏ xa với cách biệt 12 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số chỉ bộc lộ bản chất rằng đoàn quân huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang thiếu đi chất lượng chiều sâu đội hình, thứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của họ trong năm nay, chứ đừng nói đến việc giữ nguyên toàn bộ lực lượng cho chiến dịch kế tiếp. Ngay lập tức, thông tin nói trên đã được lan truyền rầm rộ trên các nền tảng xã hội, kéo theo đó là những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các Madridista. Một số bộ phận cổ động viên cho rằng Los Blancos đã có một bộ khung đội hình đủ vững chắc. Năm tới sẽ là thời điểm mà những nhân tố đó được Doni đóng giày một cách hoàn chỉnh. Chưa kể Học viện Castilla của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cũng không thiếu những cái tên tiềm năng cần được khai phá. Dù sao, những mục tiêu hàng đầu của Real Madrid hiện tại như Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Jude Bellingham vẫn đang trong trạng thái yên vị ở đội bóng chủ quản. Vì vậy, không có lý do gì để Real Madrid không tiếp tục âm thầm thận trọng rình rập cơ hội đúng với danh xưng cáo giả của Florentino Perez. Số khác lại tỏ rõ sự thất vọng đối với kế hoạch chất chứa đầy nghi vấn của giới thượng tầng. Câu hỏi đặt ra là liệu bộ khung đó có đủ chắc chắn như vẻ ngoài hào nhoáng hay không? Một loạt các vị trí có vấn đề lập tức bị phơi bày, chuẩn bị tinh thần để chứng kiến Valverde phải chơi tiền đạo cánh. Camavinga tiếp tục bị ép đá hậu vệ trái. Dani Carvajal vẫn là lựa chọn hàng đầu ở vai trò hậu vệ phải và không có lấy một phương án dự phòng cho Karim Benzema đang ngày càng mẫn cảm với chấn thương trong vòng một năm tới, một cổ động viên của đội bóng bất bình chia sẻ. Tiêu cực hơn, các cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Madrid đã vẽ ra viễn cảnh của một bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp Santiago Bernabeu trong cả mùa giải tới, không có tân binh mà cũng chẳng có danh hiệu. Có nhìn vào tình hình hiện tại mới thấu hiểu nỗi khổ của Ancelotti kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng. Carletto không còn được ban lãnh đạo cấp cho ngân sách lớn để chiêu mộ nhân tài. Thành công từ mùa bóng trước đến từ khả năng dụng binh để kích hoạt DNA vô địch vốn đang tồn tại trong đội bóng này. Trăm bề khổ là như vậy, nhưng nếu mùa giải năm nay Real Madrid thất bại, Ancelotti chắc chắn là cái tên phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Việc được dẫn dắt một câu lạc bộ giàu truyền thống cùng bản lĩnh như Real Madrid chắc chắn là một công việc trong mơ của bất kỳ huấn luyện viên nào. Nếu một người ngoài nhìn vào thì chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng Carlo Ancelotti có thể nằm trong hàng ngũ của những vị chiến lược gia may mắn bậc nhất của châu Âu. Ông sở hữu cho mình một dàn cầu thủ chất lượng với những cái tên hàng đầu, luôn sẵn sàng trở thành ứng cử viên vô địch của mọi giải đấu mà họ tham dự. Đặc biệt, Carletto cũng luôn biết cách liệu cường gặp mắm mỗi khi mà Real Madrid bị đẩy vào thế khó về mặt phong độ, cũng như tình hình lực lượng. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì đã được làm quá tốt nhiệm vụ của mình mà vị chiến lược gia người Ý đã luôn bị thượng tầng của đội chủ sân Santiago Bernabeu đẩy vào thế khó. Để có thể nhìn nhận một cách khách quan những khó khăn mà Ancelotti đang phải đối mặt trong nhiệm kỳ thứ hai ở Real Madrid thì có lẽ cách dễ nhất chính là nhìn vào phong cách chuyển nhượng của Los Blancos trong năm mùa giải gần nhất. Trước khi vị chiến lược gia người Ý trở lại với sân Bernabeu thì những huấn luyện viên gần nhất của Real Madrid chính là huyền thoại Zinedine Zidane, Julen Lopetegui cùng với Solari trong giai đoạn từ mùa giải 2018 tới nay. Trở lại trước thêm mùa giải 2018, Los Blancos đã chi ra tới hơn 164 triệu euro để bổ sung đội hình với những cái tên như Vinicius Junior, Thibaut Courtois hay Alvaro Odriozola dưới thời của Lopetegui.
Một năm sau đó, khi Zidane trở lại với chiếc ghế nóng ở sân Bernabeu, thì thượng tầng của Real Madrid tiếp tục đầu tư mạnh mẽ với hy vọng có thể tìm được người thay thế xứng đáng cho Cristiano Ronaldo khi mang về Eden Hazard với mức phí lên tới 115 triệu euro. Ngoài ra thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng không ngại dốc hầu bao để có được Luka Jovic với mức phí 63 triệu euro. Một số gương mặt nổi bật khác cũng đã đến với Tây Ban Nha như Eder Militao, Ferland Mendy hay Rodrigo và tổng cộng đã tiêu tốn hết 355 triệu euro cho hai phiên chợ của mùa giải năm đó. Như vậy, chỉ riêng trong hai mùa 2018-2019 và 2019-2020 thì Real Madrid đã chi ra tới hơn 500 triệu euro cho những thương vụ mua sắm đỉnh đám. Để rồi kể từ mùa giải 2020-2021 cho tới mùa đông năm 2023, vừa qua thì Los Blancos chỉ chi ra có vỏn vẹn 101 triệu euro để mang về những tân binh mới. Trong số đó thì Aurier Tchouameni cũng đã tiêu tốn tới 80 triệu euro của Los Blancos, và hai phiên chợ gần nhất cũng chính là thời điểm mà Carlo Ancelotti ngồi trước ghế nóng của sân Bernabeu. Vì chiến lược gia người Ý thậm chí còn không có thêm bất kỳ một tiền đạo mới nào trong hai phiên chợ gần nhất và phải phụ thuộc hoàn toàn vào bộ khung với những Vinicius cùng Benzema. Ở tuổi 35 sẽ chẳng ai có thể đảm bảo được thêm rằng chân sút người Pháp có thể duy trì được phong độ đỉnh cao trong bao lâu. Do đó chính Ancelotti có lẽ cũng đang băn khoăn rằng nếu không thể có được thêm một tiền đạo chất lượng ngay hè này thì mùa giải năm sau của Real Madrid sẽ diễn ra thế nào khi sẽ phải trông chờ vào một chân sút đã 36 tuổi. Đội hình Real Madrid năm nay vừa mỏng trong khi các ngôi sao không còn duy trì được sự xuất thần. Thế nên có không ít lần Ancelotti buộc phải dùng những miếng vá như để Camavinga đá hậu vệ trái chẳng hạn. Những phương án thay thế của Real cũng không thật sự chất lượng. Đa phần đó đều là những cầu thủ trẻ còn chưa có kinh nghiệm thi đấu nhiều và khó có thể thay thế các đàn anh. Với việc quyết định không bổ sung thêm tân binh đáng chú ý nào trong mùa hè năm nay, Real Madrid sẽ phải cầu mong cho các trụ cột của đội bóng này lành lặn cả mùa để họ có thể đủ sức chinh chiến ở rất nhiều giải đấu khác nhau. Bằng không, Los Blancos sẽ phải đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, những người chưa thể hiện được ảnh hưởng quá nhiều lúc này. Nhìn vào đội hình tối ưu nhất của Real Madrid lúc này, ta có thể thấy đa phần là những gương mặt quen thuộc. Ở vị trí thủ môn, Real Madrid đang dựa quá nhiều vào Thibaut Courtois. Tài năng của thủ thành người Bỉ là không phải bàn cãi, nhưng một khi anh chấn thương, sự vắng mặt của Courtois chắc chắn sẽ trở thành điều đáng quan ngại với Real Madrid, bởi thủ thành sinh năm 1999, André Rounin vẫn chưa thể cho thấy sự an tâm mỗi khi có cơ hội thể hiện bản thân. Ở mùa giải năm nay, thủ môn này đã chơi 11 trận cho Real Madrid và phải nhận tới 9 bàn thua. Rõ ràng đây không phải là thông số ấn tượng với một người đứng trong khung gỗ. Ở hàng phòng ngự, vấn đề nằm ở vị trí hậu vệ trái. Chắc chắn người hâm mộ Los Blancos không còn lạ lẫm gì về việc Camavinga được huấn luyện viên Ancelotti sắp xếp chơi vị trí này. Khi mà Alaba gặp chấn thương của Nacho cùng Ferland Mendy xuống phong độ, rõ ràng cầu thủ người Pháp vẫn cho thấy anh chơi ổn, nhưng về lâu về dài, đây thực sự không phải là một sự lựa chọn thích hợp. Và với bộ kỹ năng của một tiền vệ tiềm năng như Camavinga, đây sẽ là sự phí phạm nếu để anh chơi như hậu vệ phải trong quãng thời gian tới. Cặp đôi Toni Kroos và Luka Modric vẫn là người nắm giữ linh hồn và là trái tim trong cách vận hành của kênh kền trắng. Nhưng cả hai ngôi sao này đều đã luống tuổi, thật khó để yêu cầu họ sung sức trong suốt 90 phút chứ chưa nói đến cả mùa giải. Hiện tại trong đội hình của Real, không có mấy cầu thủ trẻ đủ sức để chơi vị trí này. Cái tên mới nhất từng được thử nghiệm là Sergio Arribas, tuy nhiên cầu thủ sinh năm 2001 chỉ có duy nhất một lần ra sân và chẳng thể hiện được gì nhiều. Cuối cùng ở vị trí tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công, Benzema cũng không còn trẻ để cày cuốc xuyên suốt mùa giải và đôi khi chúng ta thấy Rodrigo được lựa chọn để thay thế cho tiền đạo người Pháp. Nhưng cũng không ít lần cầu thủ người Brazil chơi hai cánh mỗi khi Vinicius hay Valverde gặp phải vấn đề và những lúc như thế cái tên Alvaro Rodriguez lại được tính đến. Tiền đạo trẻ người Uruguay đã chơi 4 trận cho kiền kền trắng mùa giải năm nay và có cho mình một bàn thắng cùng một kiến tạo. Rất có thể trong mùa giải sắp tới, chúng ta sẽ được thấy cái tên này thường xuyên xuất hiện hơn trong mỗi trận đấu của Los Blancos. Với một đội bóng như Real, việc họ ít mua sắm trên thị trường chuyển nhượng đã đặt cho người ta nhiều dấu hỏi. Theo những tiết lộ từ báo chí Tây Ban Nha, Los Blancos đang muốn dồn lực để chơi cực lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Một bản danh sách đã được đưa ra với Jude Bellingham, với Alphonso Davies hay điên rồ nhất là cả Kylian Mbappe. Có lẽ Real thắt lưng buộc bụng trong hè năm nay là để bung xõa hết mình cho mùa hè năm sau. 2023 đã không định mùa ai, đó là muốn dồn toàn lực cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Thực tế, họ đã đón bản hợp đồng đầu tiên sau đây 2 năm. Đó là thần đồng bóng đá Brazil Endrick, người khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc tên với thành tích ghi 172 bàn sau 170 trận. Ngay lập tức Real đã tiếp cận, đã thuyết phục Palmeiras thành công với mức giá 76 triệu đô theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. Endrick sẽ chỉ có thể đến Real Madrid thi đấu vào năm 2024 khi tiền đạo này tròn 18 tuổi. Ở hàng thủ, Alphonso Davies sẽ là sự nâng cấp hoàn hảo khi Alaba bắt đầu bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
và trong trường hợp Ferland Mendy không thể đạt được phong độ như kỳ vọng. Tại sao lại là 2024? Theo Marca, kiền kiền trắng lên kế hoạch chiêu mộ Alphonso Davies khi hậu vệ này chỉ còn hợp đồng 12 tháng với Bayern Munich. Real đã từng thành công với công thức này. Với những Eden Hazard và Toni Kroos, Florentino Perez sẽ có lợi thế để đưa ra mức giá không thể từ chối với hùm xám. Ở hàng tiền vệ, Jude Bellingham sẽ là mục tiêu hàng đầu. Los Blancos cần anh cho giai đoạn sau này khi những Toni Kroos hay Luka Modric đã luống tuổi. Tờ AS mới đây tiết lộ vì Real Madrid không muốn chi tiền trong mùa hè tới, nên 2024 sẽ là thời điểm hợp lý để đón Bellingham. Nếu như tiền vệ người Anh vẫn tiếp tục gắn bó với Dortmund thêm một mùa giải nữa, Perez sẽ chìa ra một bản hợp đồng không thể từ chối. Các bom tấn của họ sẽ đổ dồn vào hàng công với rất nhiều những lựa chọn, Erling Haaland hoặc Mbappe chẳng hạn. Lý do là bởi Benzema đã đạt được thỏa thuận miệng để gia hạn một năm, kéo dài đến mùa giải 2024. Mundo Deportivo tin rằng giữa Man City và Haaland có giao kèo để giải phóng hợp đồng. Nó sẽ xuất hiện trong trường hợp Pep Guardiola rời Man City vào năm sau và Haaland sẽ có quyền chuyển đến các câu lạc bộ khác vào năm sau. Trong trường hợp đó, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng bỏ ra đến 240 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Hoặc Kylian Mbappe chẳng hạn, dù cho Perez từng tuyên bố không còn quan tâm đến tiền đạo người Pháp. Mọi thứ có thể thay đổi, nhất là sau mùa giải này khi Paris Saint-Germain một lần nữa bị loại. Một chi tiết quan trọng theo The Athletic tiết lộ, dù cho Mbappe đã gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain đến năm 2025, nhưng tiền đạo này có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng vào năm 2024. Nó mở ra cơ hội cho đội chủ sân Bernabeu chiêu mộ anh hoàn toàn miễn phí. Và thậm chí trong trường hợp họ không chiêu mộ được hai bom tấn này thì Endrick vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trên hàng công. Đây là đội hình trong mơ của Real Madrid sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Quay trở lại với câu chuyện thực tại, trong suốt một tháng qua bạn đã thấy không ít lần bắt gặp những tin đồn về bom tấn này, bom tấn kia. Vấn đề là nó chỉ là tin đồn và nếu không mua sắm thêm ai, Real sẽ bắt đầu mùa giải mới trong trạng thái như thế nào đây? May mắn, yếu tố tâm linh, DNA vô địch hay lại phải nhờ tài liệu cơm gắp mắm của Ancelotti? Real Madrid sẽ bắt đầu mùa giải 2023-2024 mà không có được sự bổ sung bom tấn nào, ngoại trừ Frank Garcia và Brahim Diaz. Tất nhiên chẳng có gì đảm bảo Real Madrid sẽ không có bất kỳ động thái nào đáng chú ý ở phiên chợ hè sắp tới. Nếu họ thấy điều gì đấy không ổn, rất có thể Los Blancos sẽ xúc tiến ngay lập tức các thương vụ bom tấn mà đội bóng này đang đặt trong tầm ngắm như Bellingham, Hayekvicha và Raskelia. Dẫu vậy như đã nói, Real Madrid vẫn muốn chờ đợi thời cơ chín muồi để họ có cho mình những bản hợp đồng chất lượng. Và mùa hè năm 2024 là mốc thời gian được định sẵn để Los Blancos hành động và xác suất để đội bóng này thay đổi quyết định là không nhiều. Vậy Real Madrid sẽ phải bước vào mùa giải mới với tâm thế thế nào? Rất có thể họ sẽ phải cầu nguyện và trông chờ vào yếu tố tâm linh mới có thể nghĩ đến việc cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng khác nhận được sự đầu tư lớn trong hè sắp tới. Huấn luyện viên Ancelotti cần hy vọng bằng cách thần kỳ nào đó, đội hình chính của Los Blancos sẽ lành lặn xuyên suốt mùa giải và không có bất kỳ ca chấn thương dài hạn nào. Đây quả thực là điều thực sự cần đến yếu tố tâm linh khi nhìn vào dàn trụ cột của kền kền trắng lúc này. Ta có Toni Kroos 36 tuổi, Luka Modric 37 tuổi, Karim Benzema 35 tuổi, Thibaut Courtois 30 tuổi và Dani Carvajal 31 tuổi. Liệu với một đội hình mà trụ cột toàn các lão tướng như thế này, Real Madrid có chắc họ sẽ giữ được tất cả hoàn toàn khỏe mạnh hay không? Nhất là với một lịch thi đấu dày đặc và phải chia sức cho rất nhiều đấu trường khác nhau. Nếu chẳng may có ca chấn thương nào thì Los Blancos tiếp tục phải đặt niềm tin vào những cái tên trẻ và họ nên hy vọng những cầu thủ này sẽ tiến bộ vượt bậc trong quãng thời gian sắp tới. Một lần nữa Real Madrid lại phải dựa vào yếu tố tâm linh chẳng khi mà những cái tên như Sergio Arribas, Alvaro Rodriguez, Mario Martin đều còn lạ lẫm với nhiều người và họ gần như còn không có thời gian ra sân thi đấu chứ đừng nói tới việc tỏa sáng. Hay Real Madrid sẽ quyết định buông bỏ mọi thứ ở mùa giải năm nay, họ chấp nhận không cạnh tranh gay gắt bất cứ danh hiệu nào, thi đấu với tất cả những gì còn lại để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ vào năm 2024. Kịch bản này là hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi họ cũng đã no nê danh hiệu và có thể chấp nhận trắng tay ở mùa giải tới để hướng đến một năm 2024 bùng nổ về mọi mặt. Tuy nhiên biết đâu, với tài liệu cơm gắp mắm đã trở thành thương hiệu của Ancelotti, Real Madrid vẫn sẽ ổn và có danh hiệu đều đều thì sao? Có lẽ phải đợi đến mùa giải năm sau chúng ta mới có được câu trả lời chính xác nhất. Thông tin từ tờ Marca đem đến một viễn cảnh tương đối ảm đạm với các Madridista trong mùa giải mới. Nhưng biết đâu đó chỉ là đòn gió và Real sẽ đón một vài sự bổ sung chất lượng trong hè năm nay thì sao nhỉ? Hãy cùng chờ đợi vào điều đó và có thể nó sẽ xuất hiện trong những số The Locker Room tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.